từ Hollywood đến với phần 2 của cái phim mà tôi đã làm recap phần 1 này. Một thế giới nơi các hiện vật bảo tàng sống lại về đêm, nhưng mà lần này ở một cái bảo tàng mới to hơn cái cũ, đêm trong viện bảo tàng 2. Va chạm ở Smithsonian, câu chuyện vẫn đưa ta theo chân Larry Daly, loser mất vợ đỡ con năm nào, nhưng mà giờ thời tới cản không kịp. Giờ anh đã là chủ tịch công ty, chứ không phải gác đêm nữa. À nhầm, không phải gác đêm ở bảo tàng nữa. Nhờ bán đèn pin thái dương năng không dùng pin đèn, anh đã khởi nghiệp thành công. Một ngày đẹp trời nọ, anh trở về bảo tàng xưa thăm các anh em đồng chí sau bao lâu không gặp, thì phát hiện ra anh em bằng hữu đã bị đóng thủng một loạt. Ông giám đốc Murphy nói với Larry sẽ thay thế các hiện vật bảo tàng bằng những mô hình ảo 3D sở hữu chất giọng của Morgan Freeman và sự thông minh của thí sinh thi Olympia, còn những hiện vật cũ sẽ bị đem về khu lưu trữ. Larry cố gắng thuyết phục giám đốc thay đổi ý định nhưng không được. Sau đó, vừa tới lúc thời điểm mọi thứ trong bảo tàng sống lại, Larry âu yếm T-Rex. Lúc này nhìn anh ngoáy tít đuôi như chó, sau đó gặp lại tất cả các bạn mình. Tổng thống và chị da đỏ rất vui khi gặp lại Larry, trong khi anh cao bồi và anh la mã thì có phần hơi hờn dỗi khi cho rằng Larry bỏ rơi họ. Mọi người đều biết mình sắp bị đem đi và tỏ ra buồn bã, nên tổng thống đề nghị mọi người làm một tour đi dạo quanh bảo tàng lần cuối để kỷ niệm trước khi chia tay. Tổng thống cũng nói cho Larry biết là trong số hiện vật được đưa đi sẽ không có bài vị, thứ mang lại sự sống cho viện bảo tàng, nên đây cũng là đêm cuối cùng những hiện vật mà bảo tàng chuyển đi được sống lại. Tuy nhiên vì lý do nhạy cảm nên ông không nói cho mọi người biết. Tổng thống định nói cho Larry về ý nghĩa của hạnh phúc, nhưng vì trời đã sáng nên ông đã trở thành tượng sáp trước khi dứt câu. Ngày hôm sau khi chuẩn bị ăn tối với con trai, Larry nhận được một cuộc điện thoại. Thật bất ngờ, phía người gọi Larry lại là anh cao bồi, người đang cố gắng hét thật to vào đầu dây ra tín hiệu SOS vì con khỉ đã mang theo cái bài vị và khiến toàn bộ khu lưu trữ hiện vật lớn nhất nước Mỹ sống lại. Đồng thời họ bị bao vây bởi thằng anh ruột của vua Ai Cập, sau đó liên lạc bị gián đoạn. Điện thoại trên hand brother call gửi con Larry đi have friend bè, anh nghỉ việc rồi tiến thẳng tới Smithsonian, khu bảo tàng lớn nhất nước Mỹ. Qua đó anh phải tìm tới khu lưu trữ để cứu các bạn mình. Sau khi phát hiện ra khu trưng bày của anh ruột vua Ai Cập, Larry phát hiện ra có một vị trí để đặt tấm bài vị vào. Trong lúc thử chạm thì anh bị một viên bảo vệ ngăn cản. Mặc dù cố gắng hòa giải, nhưng anh bảo vệ vẫn tiếp tục khịa Larry. Anh bảo vệ tự tin thách thức Larry, cho đến khi anh bị Larry dùng kỹ năng có được nhờ gác đêm ở viện bảo tàng cũ vã cho tâm phục khẩu phục. Hai bên bú tay giảng hòa, nhưng anh bảo vệ không hay biết rằng Larry đã móc được thẻ ra vào của anh và lẻn vào trong khu lưu trữ. Sau một hồi tìm kiếm, Larry cuối cùng cũng đã tìm thấy anh em bạn hữu của mình đang cố thủ trong một cái container, trong khi phía ngoài đang bị bao vây bởi một thằng cha mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết đấy là trùm phản diện. Đó chính là anh ruột vua Ai Cập, Khamunra, nhưng mà tôi sẽ đọc là trùm phản diện cho nó đỡ méo mồm. Larry nhìn thấy tấm bài vị trong tay con khỉ, quyết định mượn con phóng bên cạnh để khều nó ra. Nhưng ngay khi Larry vừa lấy được bài vị, cũng là thời điểm quyền năng của bài vị thức tỉnh và mọi hiện vật trong khu lưu trữ lại sống lại. Lão trùm phản diện ngay khi cử động được đã ra lệnh cho quân lính khóa cửa container lại và yêu cầu Larry đưa lại bài vị cho ông ta. Trùm phản diện nói rằng nó không chỉ ban sự sống cho các hiện vật mà nó còn có thể được sử dụng để triệu hồi đoàn quân của hắn đến đánh chiếm trái đất, dù rằng nhiều khả năng quân đoàn đó có thể được giải quyết chỉ với một tá bộ binh cầm Negev. Sau khi bị trùm phản diện dụ dỗ và đe dọa, Larry đành đưa bài vị cho gã rồi nói: "Em tưởng anh muốn biết găng tay quyền năng chứ bài vị thì thoải mái mà." "Găng tay quyền năng nào? Thôi anh quan tâm làm gì? Cái găng tay vàng có 6 cục đá đính vào mà. Mày nghĩ mày có quyền từ chối không?" Thế là Larry kể về chiếc găng tay cho bay màu một nửa dân số bằng một cái búng tay. Trùm phản diện bắt anh lấy nó cho ông ta. Larry dẫn trùm phản diện tới một cái hòm dài rồi tiện tay mở chốt. Những tưởng găng tay vàng 5 ngón 6 viên đá chói lóa, ngờ đâu chỉ thấy 8 cái vòi xúc tu, đập cho đám trùm phản diện không trượt phát nào. Larry thừa cơ cướp được bài vị rồi sủi. Đằng sau toán lính của trùm phản diện đuổi theo. Trong lúc nguy cấp thì một chiếc mô tô xuất hiện. Ngồi trên đó là George Armstrong Custer, một chỉ huy từ thời nội chiến Hoa Kỳ. Anh hùng hồn yêu cầu Larry vít ga, xé gió thông chốt 141 Cairo nhờ kinh nghiệm 3 đời làm sĩ quan kỵ binh. Sau đó đập mặt vào chướng ngại rồi ngã SML. Tệ như khi anh và đồng đội trở thành bia tập bắn cho người da đỏ tại Little Bighorn. Thế là Larry lại có bạn đồng hành mới, Amelia Earhart, nữ phi công đầu tiên của thế giới. Người phụ nữ bay qua Đại Tây Dương bằng thực lực chứ không phải bằng cách làm bạn gái của Superman. Chị xuất hiện và bám kè kè theo Larry để khoe với anh rằng mình là người phụ nữ đầu tiên trở thành phi công và có thể làm mọi thứ, bao gồm việc yêu Larry ngay từ khi mới gặp. Cả hai chạy trốn đám tay chân của trùm phản diện, từ ngoài đời vào đến trong tranh, từ phi chĩa của nông dân đến ăn cháo lưỡi với y tá. Sau khi xoay sở nhốt được đám quân lính trong một bức tranh, họ lại bị túm bởi một đạo quân khác, đứng đầu bởi hoàng đế Napoleon, vị hoàng đế vĩ đại nước Pháp nhưng luôn bị gọi với biệt danh Na Lùn. Lúc này đã tham gia cùng với Sa hoàng Nga Ivan Bạo Chúa và mafia người Ý nói tiếng Anh Al Capone. Họ định liên minh cùng trùm phản diện xâm chiếm thế giới. Sau khi giành lại được bài vị, trùm phản diện liền gắn nó vào cánh cửa nơi trưng bày ông ta. Tuy nhiên đợi mãi chả có quân đội nào tới. Hóa ra là do bố mẹ của trùm phản diện đã đổi pass khi trao lại bài vị cho vua Ai Cập, người em trai. Trùm phản diện bèn bắt Larry đi tìm mật mã cho ông ta và mang anh cao bồi ra làm con tin. Hóa ra anh chỉ huy bị nhốt vào trong container cùng nhóm Larry, chỉ ngồi làm mấy trò chúa hề thiểu năng chứ chả có chỉ huy được cái gì. Nên anh La Mã và anh cao bồi tự tìm cách chui qua khe hở để tới giúp đỡ Larry.
Tuy nhiên lính canh đã phát hiện được, vậy nên anh Cao Bồi đã ở lại để câu giờ cho anh La Mã trốn thoát. Trùm phản diện đưa anh Cao Bồi vào trong đồng hồ cát và cho Larry một tiếng để đi tìm. Nếu không anh Cao Bồi sẽ chết. Larry lại đi cùng với chị phi công đi tìm mật mã của bài vị. Larry thì đang sốt vó vì chẳng biết bắt đầu kiếm manh mối từ đâu. Còn chị phi công thì đi theo chỉ để hỏi mình có đủ hấp dẫn với Larry không. Tát anh một phát và hôn anh kiểu Pháp để giúp anh bận bịu hơn. Hai người đã gặp lại con bạch tuộc ở kho lưu trữ, đang cố tìm chút nước thay vì nữ sinh cấp 3. Và bức tượng tổng thống Roosevelt đang không thể gãi mũi vì là tượng bán thân. Gãi mũi cho tôi với, lấy tay gãi gãi. Cảm ơn nhiều nhé. Không có gì. Sau đó họ tìm tới tượng người suy nghĩ, một người có năng khiếu y hệt như cái tên, nhưng lại cộng nhầm điểm và sức mạnh cơ bắp. Sau một hồi, Larry quyết định đi sang khu hàng không để hỏi búp bê anh Stan về mật mã. Việc họ cầm theo bài vị đi ra ngoài đã bị trùm phản diện nhìn thấy. Tưởng hai người định bỏ trốn nên trùm phản diện sai người đuổi theo. Còn trùm phản diện ở lại để tuyển thêm đồng minh tham gia thống trị thế giới, với hai ứng cử viên là X xanh sống lỗi và lão hạc trong Star Wars. Nhưng mà không hiểu sao cả hai đều bị loại. Chứ mà chọn hai thằng này vào thì trái đất endgame rồi. Larry và chị phi công bị đuổi giết, phải trốn vào trong khu tượng của Tổng thống Lincoln. Lúc này đang khá dầu dĩ vì đám chim bồ câu phá đám và luôn chứng minh rằng mình là một người không bao giờ nói dối. Sau đó họ tới được khu trưng bày hàng không, nơi lưu trữ rất nhiều máy bay và tên lửa đang dục dịch chuẩn bị cất cánh. Chị phi công đã giúp Larry tìm được các búp bê Einstein và họ đã tìm ra mật mã của bài vị. Cùng lúc đó tay chân của trùm phản diện đã đuổi tới nơi. Larry và chị phi công phải trèo lên con máy bay bà già, sau đó lượn gấp về chỗ của trùm phản diện để cứu anh Cao Bồi vì thời gian không còn nhiều. Sau màn hạ cánh phong cách kamikaze, sát vào đầu của trùm phản diện, chị phi công chạy đi tìm viện binh, còn Larry yêu cầu trùm phản diện trao đổi anh Cao Bồi trước rồi mới đưa mật mã. Trùm phản diện thì lại muốn anh đưa mật mã rồi mới trả anh Cao Bồi. Trong khi đó thì anh Cao Bồi đang bị đống cát nuốt chửng. Tuy nhiên Larry mất lợi thế đàm phán khi đám người của trùm phản diện cũng đã lấy được mật mã từ anh Stan. Thế là trùm phản diện kích hoạt được cái cổng, triệu hồi đội quân Ai Cập đầu chim của ông ta từ địa ngục tới. Con nào con nấy lăm lăm phóng lợn vào Larry. Trong lúc nguy cấp, anh La Mã đã cưỡi sóc quay trở về, mang theo viện binh tới. Đó chính là trùm cuối của phim này, Tổng thống Lincoln. Ngài Tổng thống nhìn thấy mấy đám lính đầu chim của trùm phản diện thì máu điên về lũ bồ câu ùa về, búng cho mỗi tên một cái, biến đám đầu chim phóng lợn thành lũ bùa rẻ rách. Đám quân lính hoảng loạn chạy một mạch về âm phủ còn không quên đóng chặt cửa lại. Tổng thống thì sau đó vẫy tay vui vẻ rời đi. Trùm phản diện ra lệnh cho Sa Hoàng giết Larry, nhưng đúng lúc đó thì chị phi công đã giải thoát cho nhóm Larry từ container và tìm tới kịp thời để cứu viện cho anh. Trận chiến tại Smithsonian diễn ra quyết liệt, nhưng phe của trùm phản diện đang lợi thế hơn vì thiện chiến. Larry nhanh chóng tìm được anh chỉ huy đang trốn phía sau trận chiến vì bị ám ảnh bởi thất bại của mình, đã khiến anh và đồng đội phải bỏ mạng. Larry động viên anh chỉ huy bằng bài văn mẫu của thầy huấn, nhờ đó anh chỉ huy đã lấy lại được tinh thần và trở lại giúp mọi người chiến đấu. Anh La Mã đập vỡ đồng hồ cát cứu anh Cao Bồi và cùng nhau lao vào trận chiến, dù chỉ đóng góp gây hiệu ứng khống chế là chủ yếu. Ngay sau đó đám Na Lùn cùng Sa Hoàng và mafia Mỹ uy hiếp Larry đưa bài vị cho mình, thế nhưng Larry bảo chỉ đưa cho ai là chủ nhân. Thế là ba con người vĩ đại vật lộn với nhau để tranh giành quyền làm chủ. Giờ Larry chỉ còn phải đối mặt với trùm phản diện, người rất tự tin vào khả năng sử dụng kiếm của mình. Nhưng mà Larry dùng đèn pin cũng không phải xoàng, hai bên lao vào combat 1v1 với nhau, giao tranh gần 20 hiệp bất phân thắng bại. Tận dụng lúc trùm phản diện sơ ý, Larry tung quả flash vào mặt rồi đẩy lùi ông ta về phía cánh cổng địa ngục. Tại đó Larry quay đèn nhảy sổ vào trùm phản diện, bật V-kép rồi khóa hắn lại, đẩy thẳng vào cánh cổng địa ngục vừa mở. Nhờ đó cuộc chiến đã kết thúc thắng lợi. Chúng ta đã thắng rồi, tôi đã làm xong việc của mình, giờ tôi đi đây. Nhưng anh có làm mẹ gì không? Làm màu. Trời sắp sáng nên Larry chỉ đành nhờ chị phi công lái máy bay đưa anh cùng mọi người quay trở lại bảo tàng cũ. Chị phi công đã chở tất cả mọi người về đến nơi. Sau khi chỉ còn lại hai người thì Larry nói rằng đây có thể là lần duy nhất chị sống. Nhưng chị phi công vẫn rất hạnh phúc vì đã có một chuyến hành trình đầy thú vị với Larry. Sau khi đánh răng cho nhau lần cuối, chị phi công leo lên máy bay, sau đó phóng lên trời và biến mất, bỏ lại Larry và hai anh Cao Bồi La Mã ăn no cơm chó. Larry gặp lại ngài tổng thống và nói rằng anh đã hiểu định nghĩa hạnh phúc mà ông nói, đó là trân trọng từng giây phút mà mình có. Tổng thống bảo rằng thực ra ông chỉ muốn bảo anh là hãy mua áo của trùm cuối, nhưng những gì anh nghĩ cũng hay. Sau đó ông lại trở về vị trí cũ ngay khi bình minh vừa lên. Cuối cùng thì bảo tàng đã hoạt động trở lại, nhưng mở cửa vào buổi tối. Các hiện vật bảo tàng sống lại và thu hút rất nhiều khách du lịch tới xem. Larry đã bán công ty và dùng số tiền đó đóng góp cho bảo tàng, với điều kiện phải giữ nguyên tất cả các hiện vật trong bảo tàng. Thế là mọi người được dịp để tiếp cận với lịch sử sống động. Từ tượng phục sinh biết nói tiếng người, Attila Dợ Hung kể về việc đốt hố xí người La Mã, vua Ai Cập nói về tác dụng trang trí của miếng bài vị, khủng long dọa trẻ con, ai cũng hạnh phúc, bao gồm cả Larry, khi anh vô tình gặp lại một cô gái giống hệt chị phi công và lại là một khởi đầu mới với viện bảo tàng. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.